con bạn có thực sự thích học tiếng Anh. Có rất nhiều các bậc cha mẹ vì hiểu tầm quan trọng của tiếng Anh cho nên đã cố gắng để đầu tư cho con. Các bạn đầu tư bằng nhiều cách, đầu tư về thời gian, đầu tư về nhân lực, rồi đầu tư cả về tiền bạc, vật chất nữa, với hy vọng và mong muốn là nhờ như thế mà con sẽ học tốt tiếng Anh. Và bạn đinh ninh rằng chỉ cần bạn đầu tư như thế thôi thì có nghĩa là con bạn sẽ thích tiếng Anh. Nhưng mà không đâu các bạn ạ. Với một đứa trẻ thì nó cũng sẽ được quyền là lựa chọn thích hay là không thích, vượt ra khỏi sự kiểm soát cũng như là sự đầu tư của bố mẹ. Vậy những biểu hiện nào cho thấy rằng con bạn chưa thích học tiếng Anh? Có thể kể tới những biểu hiện như sau. Thứ nhất là con thiếu động lực. Con học đúng là vì nhiệm vụ mà bố mẹ giao cho. Thứ hai là con uể oải, lờ đờ, mệt mỏi mỗi khi nhắc tới học tiếng Anh. Thứ ba nữa là con không đem cái vốn tiếng Anh mà mình đã được học đấy để áp dụng vào trong đời sống. Thứ tư nữa, đấy chính là con cảm thấy rằng mỗi một lần ngồi vào làm bài tập tiếng Anh chẳng hạn là một điều gì đấy rất là nặng nề, khủng khiếp và con cũng không có mong muốn là thi để lấy được một cái bằng nào cả. Và với bốn biểu hiện đấy thì cho thấy rằng việc đầu tư của bạn có vẻ hơi sai sai rồi. Vậy làm như thế nào để giúp cho con có thể thích học tiếng Anh thì đây là một số lời khuyên của mình. Thứ nhất á, tùy theo từng độ tuổi mà phương pháp học tập sẽ phải phù hợp. Ví dụ như với các bạn dưới 6 tuổi thì phương pháp học tập sẽ luôn luôn là học kết hợp cùng với chơi. Thứ hai nữa là học tiếng Anh chỉ có giá trị nhất khi con bạn thực hiện được theo lộ trình của riêng mình, theo điểm mạnh của riêng mình. Ví dụ con của bạn là người học theo kiểu nghe chẳng hạn thì con sẽ được nghe nhiều hơn, rồi từ nghe con mới bắt đầu đọc, viết và nói. Thứ ba nữa là con luôn luôn được khích lệ trong suốt cả quá trình để cảm thấy rằng mình chính là người làm chủ cả quá trình này. Và như thế, cách học tiếng Anh một, kể cả là online hay là học trực tiếp thì đều khiến cho con bạn có thể đạt được những mục tiêu như trên. Và mình cũng bắt gặp rất nhiều em bé ở Pantado. Khi bắt đầu đến với Pantado, nói đến tiếng Anh là các em sợ hãi. Nhưng chỉ sau một thời gian được học một, được tương tác một cách trực tiếp, lại được học theo đúng kiểu của mình, đúng điểm mạnh của mình và luôn luôn được khích lệ, được lắng nghe, được động viên, thì bấy giờ em bé mới bắt đầu quay trở lại thích thực sự môn tiếng Anh và coi môn tiếng Anh đúng là nơi để mình có thể thể hiện bản thân. Và khi đó tự nhiên các em nói tiếng Anh cũng rất là trôi chảy, rất là thuần thục. Và đặc biệt hơn nữa, đấy là niềm vui trên khuôn mặt của các em với mỗi một giờ học tiếng Anh cùng với Pantado. Các bạn hãy thử nghiệm điều này để biết được rằng con bạn có thực sự thích học tiếng Anh hay không các bạn nhé.